Thì em phụ nữ sau 30 tuổi nếu biết hai thứ này sẽ khỏe lên trông thấy và đẹp lên từng ngày. Khi bước vào 30 tuổi trở ra, buồng trứng của phụ nữ sẽ bị lão hóa rất là nhanh. Từ đó cái nội tiết tố sẽ bị suy giảm, sụt giảm rất là nhanh. Xương khớp cũng dần yếu đi rất là lớn. Bởi vì sau quá trình mang thai thì sức khỏe chị em phụ nữ sẽ sụt giảm rất là nhiều và mất rất nhiều canxi. Mất canxi trong xương để tái tạo bộ xương cho người con. Lúc này chị em phụ nữ mình sẽ bị đau mỏi cổ vai gáy này. Tê bì tay chân co cơ chuột rút, thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa thắt lưng, thoát vị đĩa đệm, xẹp đĩa đệm, thậm chí là phình. Khô khớp, cứng khớp, nhiều khi đi lại vận động còn khó. Cảm giác sau khi sinh đẻ sau mình già đi 5 tuổi, 10 tuổi. Chưa kể đến là kinh nguyệt đến tháng thì đến tháng muộn, đến tháng ít, đến tháng nhiều, tháng nhanh. Lúc thì da cục thâm đen, da rẻ xấu đi rất là nhiều, có một trời một vực. Sạm nám, tà nhang, nếp nhăn sớm sinh ra rất là nhiều. Mất ngủ, bốc hỏa về đêm. Rối loạn về nhịp tim, huyết áp cao, huyết áp thấp, trí nhớ bị suy giảm. Chị em mình hãy kết hợp hai thứ canxi hữu cơ sinh vật, thủy phân enzyme và viên dưỡng nhan bát thảo uống vào 8 giờ tối để bổ sung nội tiết tố, ổn định lại nội tiết tố nội sinh, bổ sung canxi hỗ trợ khôi phục lại cái chức năng xương, cân bằng ổn định lại huyết áp cao, tim mạch và xử lý tất cả các tình trạng trên anh chị em nhé.